Báo South China Morning Post dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến 18 giờ 32 phút ngày 16 tháng 2, tổng số người tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 là 1.669 và số ca nhiễm là 69.268, có 9.467 ca nhiễm chữa khỏi. Tính đến chiều ngày 16 tháng 2, Trung Quốc báo cáo 1.665 ca tử vong và 68.500 ca nhiễm sau 2 tháng bùng phát dịch. Hiện số ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục là 4 trường hợp, 1 ca ở Philippines, 1 ca ở đặc khu Hồng Kông, 1 ca ở Nhật Bản và 1 ca ở Pháp. Riêng tại Việt Nam, số người nhiễm virus COVID-19 tính đến nay là 16 ca, trong đó có 7 ca đã được chữa khỏi. Một quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 15 tháng 2 cho biết, nước này đã áp dụng thuốc đông y để điều trị cho hơn một nửa số ca được xác nhận nhiễm virus COVID-19 ở tâm dịch Hồ Bắc. Theo Tân Hoa Xã, ông Quan Heisen, Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế Quốc gia, nói tại một buổi họp báo rằng, việc kết hợp giữa đông y và tây y trong điều trị là nét đặc trưng quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Và các trường đại học về y học cổ truyền và các bệnh viện trên toàn Trung Quốc đã cử 2.220 nhân viên y tế tới Hồ Bắc để giúp chống dịch COVID-19. Đồng thời, thuốc đông y đã được sử dụng trong ngăn ngừa và kiểm soát virus COVID-19 ở cấp độ cộng đồng. Theo South China Morning Post, tất cả các ngôi làng ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tâm điểm của dịch bệnh sẽ bị phong tỏa theo các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh mới. Chính quyền tỉnh thông báo ngày 16 tháng 2 và chỉ có một lối đi vào làng được canh gác. Tất cả người dân và phương tiện từ bên ngoài sẽ bị cấm đi vào tỉnh và mỗi hộ gia đình chỉ một người được phép đi ra ngoài mỗi 3 ngày để mua những thứ cần thiết. Những người đi ra khỏi nhà phải giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét lẫn nhau, mặt trượt và các trò chơi bài bị cấm, đám cưới thì nên hoãn lại, đám ma thì tổ chức đơn giản nhất có thể, theo chính quyền tỉnh Hồ Bắc. Theo trang tin The Nation Thái Lan, Hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 15 tháng 2 đã đưa 21 người dân trên 4 chiếc tàu đánh cá của Việt Nam tới tỉnh Song Kha nước này để tiến hành cách ly. Theo đó, một nhóm nhân viên y tế của Bệnh viện Hải quân Song Kha đã khám sàng lọc tất cả các thành viên thủy thủ đoàn sau khi có thông tin cho rằng những người Việt Nam này đã tới Trung Quốc trong thời gian bùng phát dịch COVID-19. Kết quả cho thấy 16 người dân không có bất cứ triệu chứng nào của nhiễm virus COVID-19, trong khi tình hình sức khỏe của 5 người còn lại chưa được xác nhận. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên 22 ngày sau khi dịch COVID-19 bùng phát. KCNA cho biết đây là lần đầu tiên ông Kim xuất hiện trở lại kể từ các hoạt động chúc mừng Tết Nguyên Đán vào hôm 25 tháng 1. Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã đến thăm cung điện mặt trời Kumsusan dân kỷ niệm ngày sinh của cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đặt vòng hoa tưởng niệm trước tượng của cha mình. Ông Kim Jong-un sinh ngày 16 tháng 2, Triều Tiên xem ngày này là quốc lễ hay còn gọi là Tiết Quang Minh Tinh. Triều Tiên đến nay chưa xác nhận có ca nhiễm virus COVID-19. Tuy nhiên, KCNA cho biết chính phủ đã mở rộng thời gian cách ly lên thành 30 ngày đối với những người có triệu chứng bệnh. Ngoài ra, tất cả cơ quan chính quyền cùng người nước ngoài tại Triều Tiên buộc phải tuân thủ quy định vô điều kiện. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.